Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây. Gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ giao động từ 26 đến 30 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và sông. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới. Do vậy, toàn khu vực tiếp tục có mưa trên diện rộng. Trong đó, vùng mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiều điểm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Cần đề phòng ngập lụt ở vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất đá ở vùng núi. Khu vực từ Nam Trung Bộ, trời cũng nhiều mây và có mưa, nhưng cường độ mưa không mạnh như các tỉnh thành phía Bắc và trong ngày có những khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày mai khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Riêng các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ từ 30 cho đến 32 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nền nhiệt trên hai khu vực này không biến động nhiều. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, và từ 30 cho đến 33 độ tại các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Quay trở lại thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới. Do vậy, ở vùng núi và Trung Du, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển trời khá nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt ở khu vực này cao nhất ngày mai cũng chỉ từ 27 cho đến 30 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Còn ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Riêng Vịnh Bắc Bộ cao từ 1,5 đến 2,5 mét.